Tự dưng thì ăn bóc răng bơ đấy nhở? Còn cái nịt ngại hết tiền, yêu thì ăn rồi. Ôi, động đất à? Không phải, đấy là tớ đang đi lên. Mà này, đi mua bác răng bơ đi để tớ về làm cái phim Hậu Duệ Mặt Trời. Cậu thích thì cậu đi mà mua, không thể tớ đang bận à? Gì? Bận sẽ ngủ. Tiền thừa cậu cầm mà tiêu. Rồi. Nói không ơi. Sao hôm nay cậu dễ chưa? À nhầm, hôm nay cậu dễ tính ấy. Thư quyền cậu má. Thầm ăn như mây khoai tây, mình sẽ cho mây khoai tây một bài học. Đã quá nhờ. Đúng không? Tớ còn một chai này. Cậu ngồi đây. Đứng lại. Đây rồi, không thoát được đâu con trai. Cái gì đây? Này, hình như đây là mày bán kẹo hay sao ấy? Mày bán kẹo à? Kẹo ai mà biết được? Có cái chữ gì này? Hộp kẹo ma thuật. Hộp kẹo dùng kiểu gì đấy? Mà này, trên này có các hình nhân vật này. Đây là Huggy Wuggy này, người nhện, Pikachu, Mommy Long Legs. Tớ thích Mommy Long Legs nhất, nên tớ sẽ chọn Mommy Long Legs. Hộp. Ôi, sao mà tối thế? Tắt điện à? Có tắt điện à? Không. Có điện rồi. Mommy Long Legs này, mà sao Mommy Long Legs ở đây? Mà Mommy Long Legs đang giữ cái gì ấy? Theo như mũi tớ ngửi thì đấy là kẹo ấy. Thế cậu lấy kẹo của Mommy Long Legs đi. Mommy Long Legs cho cậu mình kẹo. Không biết Mommy Long Legs thích gì nhỉ? Theo như tớ tìm hiểu thì Mommy Long Legs thích trẻ con. Thế tớ có Baby Long Legs rồi. Hello. Đổi không? Thế là bọn mình đã có kẹo của Mommy Long Legs rồi. Cho vào hộp thôi. Cho vào đi. Nào các bạn ơi, bọn mình cùng thưởng thức kẹo nhá. Bọn mình đã xin được một que kẹo marshmallow hình trái tim màu hồng. Trời ơi, đúng chuẩn kẹo của Mommy Long Legs luôn các bạn ơi. Nào chúng ta cùng thưởng thức nha. Kẹo của Mommy Long Legs ăn rất ngon luôn các bạn. Kẹo thơm, ngọt, thằng xốp xốp mềm mềm nữa. Lại có vị dâu, ăn rất là ngọt. Trời ơi. Mà cái vị dâu của nó không hề bị ngọt ngọt gắt đâu các bạn ơi. Rất là ngon luôn. Còn hình trái tim đáng yêu nữa chứ. Đúng rồi. Mình có một cách ăn kẹo marshmallow còn ngon hơn nữa cơ. Bọn mình sẽ dùng đến một ngọn nến để nướng cái kẹo lên, tớ đảm bảo ngon cực kỳ luôn. Sau các phim hoạt hình tớ thấy mọi người nướng lên ăn ngon lắm. Trời ơi các bạn ơi, kẹo này rất là dễ cháy đấy, không hiểu sao luôn đấy. Mà mình nướng cũng một ngọn nến rất là nhỏ mà nhỏ. Nếu các bạn muốn nướng thì tớ nghĩ là các bạn nên để xa ra một tí nhá. Đừng để sát quá như mấy khoai tây là bị cháy đen thui đấy. Tớ thấy kẹo marshmallow nướng lên ạ, ăn ngon lắm các bạn ạ. Nó mềm với là dẻo tan trong miệng hơn cô. Ngon cực kỳ. Ôi lúc nãy Mommy nói là kẹo marshmallow rồi các bạn ơi. Không biết kẹo của Pikachu sẽ là kẹo gì nhỉ? Pikachu dễ thương đấy. Tớ nghĩ sẽ là kẹo của Pikachu cũng rất là dễ thương. Đây đâu đây?
bóng Pokemon để tôi mở cho. Đâu? Pikachu kìa. Pika Pika. Ôi, Pikachu có thể làm tôi một quả bóng tinh khiết. Anh em biết kẹo. Kẹo luôn. Pika Pika. Pika Pika. Pika. Ai, Pika Pika. Thế rồi tôi thấy cách này không ổn. Ừ, tôi cũng thế. Pikachu có vẻ tức giận lắm. Tôi nghĩ là mình phải có một thứ gì đấy đổi để lấy được kẹo của Pikachu cơ. À, để tôi xem túi quần của tớ. Pika mà. Pika Pika. Pika Pika. Ờ. Vẫn không được. Món đồ cuối cùng của tớ ở đây. Tương cá. Nani. Pikachu chứ không phải là khoai tây chiên đâu mà dùng miếng tương cá. Nãy giờ bao nhiêu món Pikachu không thích, cậu có được đây đi. Oh my god. Đổi không? Pika Pika. Các bạn ơi, bọn mình đã tìm ra được viên kẹo của Pikachu. Mình đã thêm cho hộp thần kỳ này thêm một loại kẹo mới. Bọn mình cùng thưởng thức xem kẹo của Pikachu là kẹo gì nhá. Nào, lấy ra đi. Ui. Nhìn này vàng óng luôn này. Như dây như kiểu kẹo chanh ấy. Đây đúng là kẹo tỷ lệ 1:1 với quả bóng tennis luôn này. Nhìn giống chưa? Nhìn tò mò quá. Trong á còn siro các bạn ơi. Ui, siro chanh nha. Đúng rồi, đây là vị chanh múa các bạn ạ. Nào thử đến đây mình nhá. Ngồi nghe mấy khoai tây nói mà chảy nước miếng. Nào thử em ạ. Để ăn cả quả luôn nha. Ngon quá các bạn ơi. Những gì ngon nhất trong quả bóng này. Mấy khoai tây nó hết rồi. Rồi mình ngồi ăn thưởng thức thôi. Cái lúc đầu mình cứ tưởng là kẹo sô-cô-la hay kẹo dẻo các bạn ạ. Nhưng mà không, đây là kẹo cao su nha. Nó rất là thơm đấy. Này, tớ có thi thổi bóng không? Được, thổi luôn. Ok. Kẹo này mà không thổi được bóng không? Búng nó nhẹ đi. Không, đây đâu đây? Ui, tôi không ngờ gặp cả Huki Huki thật luôn ấy. Tôi không nghĩ Huki bên ngoài ông đáng sợ hơn cả trên TV. Có vẻ Huki Huki thích. Làm sao lấy kẹo bây giờ? Mà tớ cũng hết, tớ với cậu cũng hết đồ rồi để đổi thôi. Nếu các ngươi muốn lấy kẹo thì phải chơi với ta một trò chơi. Nếu các ngươi thắng, các ngươi có thể cầm số kẹo trái đất này mang về. Kìa. Chơi. Ui giời ơi. Bọn tất có hai cái. Tớ đi ra để tớ xử lý cho. Bọn chắc không đấy? Tớ chắc. 2, 3. Tớ thế này là có hai cái mà cũng to. Huki Huki xem ngươi được mấy cái nào. Chán luôn. Mình xin. Các bạn ơi, mình đã tìm ra một loại kẹo mới rồi. Đây này, và giờ các bạn hãy cùng mình và mấy quay tay thưởng thức loại kẹo này nhá. Trông kẹo này rất là ngon đó các bạn ơi. Để mình lấy ra và ăn thử nhá. Ui, kẹo trái đất này mình hay xem anh chị Hàn Quốc múc bang lắm luôn ý. Nani. Ăn thử. Ui, wow. Mọi người bạn nhìn này. Ơ,
Hình thì nó in cả hình trái đất chứ hóa ra là hình trái đất chỉ in ngoài vỏ đấy các bạn ơi. Bên trong là siro Việt Quất các bạn ơi. Kẹo rất là dẻo luôn. Ui. Ăn như mấy khoai tây rồi cũng được các bạn ạ. Bây giờ phải ăn kẹo dẻo kết hợp với cái này. Cái này này. Đây này các bạn ơi, chúng mình chỉ cần dắt kẹo nổ lên trên cái phần kẹo dẻo thôi. Ui các bạn ơi, ăn cái này nổ banh trái đất luôn. Ui, nào ngon ngon thế. Mình cũng sẽ phải thử mới được. Ui cho thật nhiều kẹo nổ. Kẹo này thì rất là nóng ngọt, nhưng mà kẹo nổ nó chua kết hợp với nhau còn có sự kỹ lách ta lách tinh lách ngang. Bọn mình chỉ còn nốt người nhện nữa thôi các bạn ạ. Mình tò mò quá, không biết kẹo người nhện sẽ là gì nhở. Để mình tới thử xem nào. Không biết luôn, lạ lắm ấy. Ê, con kia. Ủa anh kia, anh cậu à? Không, ai biết được, ai biết tôi có quen không? Cả tao không chào à? Thì tôi cứ chào đi, trông nó lớn tuổi của bọn mình đấy. Em chào anh ạ. Trên tay của chúng mày cầm cái gì đây? Đâu, không cần gì đâu ạ. Đưa đây, không thì đừng hòng về nhà. Thật mê ạ. Thế có phải nhanh không? Kẹo ngon đấy. Kẹo đấy. Nhìn kìa. Đây rồi các bạn ơi. Loại kẹo cuối cùng các bạn ơi. Để mình ăn thử nhá. Các bạn ơi, đây là kẹo sô cô la Kit Kat các bạn ạ. Từ lúc đi tìm kẹo giờ, đây đúng là vị mình thích. Kẹo Kit Kat thì ăn như kiểu nào ngáo ngon các bạn ạ, nhưng mình phát hiện ra một kiểu ăn mới. Đấy. Ui. Ngon cực kỳ luôn các bạn ơi. Ăn giống như kiểu bánh ăn sáng ấy, nhưng mà ngọt thôi. Nhưng mà bạn nào mà không ưa ngọt thì các bạn chỉ ăn đây ăn với sữa không đường thôi nhá. Chứ còn ăn như mình ấy là ít béo hơn á. Ta-da! Các bạn ơi, như vậy là bọn mình đã thu thập đủ những loại kẹo thì các nhân vật trong chiếc hộp kẹo này rồi. Các bạn mà có thích kẹo nào nhá, hãy comment phía bên dưới cho mình biết nhá. Mình thì mình thấy loại kẹo nào cũng ngon. Gì đấy? Lá thư à? Lá thư gì đấy? Happy Halloween. Chúc mừng các bạn đã kích hoạt thành công hộp kẹo ma thuật. Nhiệm vụ tiếp theo, tìm ra quái vật kinh tởm để hoàn thành thử thách. Vậy là vẫn còn thử thách nữa.